thánh giống. Vào đời Hùng Vương thứ sáu, tại Kẻ Động thuộc bộ Vũ Ninh xưa, có vợ chồng ông lão nọ ăn ở phúc đức, nhưng mãi mà vẫn chưa có con. Tôi thấy buồn lắm ông ạ. Vợ chồng mình ăn ở có đến nỗi nào đâu mà trời không thương cho lấy một đứa con. Bà đừng buồn, chẳng phải tôi và bà vẫn đang sống khỏe mạnh, hạnh phúc bên nhau đó sao? Sau một đêm mưa gió, sáng sớm bà ra vườn cà ven sông, thấy một vết chân lớn chưa từng có. Thật là kỳ diệu, sao lại có bàn chân lớn như thế này được nhỉ? Khéo cũng phải to gấp rất nhiều lần bàn chân của người thường. Mấy hôm nay bà sao vậy? Bà thấy mệt trong người hả? Ông ơi, ông xem này, có gì đó đang động đậy trong bụng tôi. Bà nó ơi, bà nó có thai rồi, chúng ta có con rồi. Tôi không đợi được đến lúc con chào đời rồi. Một mình bà nuôi con sẽ vất vả nhiều lắm. Bà cố gắng giữ gìn sức khỏe để nuôi dạy con, bà nhé. Ông ơi! Một thời gian sau, cha, cậu bé kháo khỉnh quá, nhất định lớn lên thằng bé sẽ thông minh lắm. Đã 3 năm trôi qua, cậu bé lớn lên 3 tuổi mà chẳng biết nói cười. Ba mẹ vô cùng buồn phiền, lo lắng. Hằng ngày giống chỉ nằm trên thúng, treo trên giống tre. Do vậy mọi người gọi cậu là giống. Giặc Ân xâm lược nước ta, nhà vua đang cần người hiện tại giúp nước đó. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ra mời sứ giả vào đây cho con. Ôi, con biết nói rồi sao? Sứ giả đang tìm người hiện tài giúp nước đó con, nhưng con còn nhỏ chưa giúp được gì đâu. Mẹ cứ giúp con mời sứ giả vào đây đi ạ. À, con trai 3 tuổi của bà sao? Không phải bà đang đùa ta đấy chứ? Ông hãy về tao với đức vua, đúc cho một con ngựa sắt cao hơn 18 thước, một cây kiếm sắt dài 7 thước, một roi sắt và một chiếc nón sắt để giống đi dẹp giặc. Con ăn vẫn chưa no, bà con cho con xin thêm nhiều cơm nữa đi ạ. À, chà, cậu bé ăn giỏi thật, chưa từng có ai có thể ăn nhiều đến như thế. Trời ơi, bà con xem này, thằng bé đang lớn lên nhanh như thổi, đúng là sự lạ. Đa tạ bà con, giờ con phải lên đường giúp nước rồi, thắng lợi trở về con nhé. Ta là thiên tướng đây. Quân cướp nước kia, ta nhất định sẽ tiêu diệt hết các ngươi. Gậy gãy rồi, nhưng không thể làm khó được ta đâu. Những mảnh tre bị gãy ném rải rác khắp chiến trường, sau này mọc thành loại tre đặc biệt có màu vàng óng ánh nên gọi là tre đằng ngà. Mỗi nơi ngựa của giống đi qua đều để lại những ao mang hình vết chân ngựa. Ngôi làng bị phun lửa cháy một vùng, về sau được gọi là làng cháy. Vua Hùng sai lập đền thờ giống ở làng quê, phong giống làm Phụ Đổng Thiên Vương, phong mẹ giống là Thánh Mẫu Bảo Vương. Mỗi năm đến tháng 4, làng giống đều mở hội lớn. Dân hàng trăm làng quanh vùng núi Sóc lại mở hội để cùng nhau nhớ về người anh hùng đã có công giúp dân đánh giặc ngoại xâm, cứu nước. Đau chung nỗi đau này. Vậy là đã chục năm rồi, mình mới trở lại đây.
Ôi, ôi, bác nằm yên cái nào, cứ ngọ ngoại thế, làm sao tôi khám cho được? Vâng, vâng ạ. Ôi trời ơi, bác ói thì phải ói vào chậu chứ. Đúng là những ngày tháng thật đáng sợ. Mình thật sáng suốt khi đã bỏ việc ở đây. Hải à. Ừ, tớ đang ở khuôn viên. À, nhìn thấy rồi. Đây, đây. Lâu quá không gặp. Thế nào, được nghỉ chưa? Ra quán làm bữa với tớ. Không được, tranh thủ gặp cậu thôi, chứ tớ bận lắm. Còn nhiều bệnh nhân cần khám, không thể đi lâu được. Ngày nào cũng thế, cậu không thấy mệt mỏi à? Có gì đâu, đây là công việc mà. Mà cậu tìm tớ có việc gì vậy? Tớ muốn mời cậu về làm cho công ty của tớ. Dạo này công việc kinh doanh phát triển, tớ đã mở thêm được một cơ sở mới. Rất cần người tin tưởng để trông coi. Cậu yên tâm, làm với tớ cậu không phải băn khoăn về lương lậu. Hơn nữa công việc cũng nhẹ nhàng, không quá sức đâu. Cái này, xin lỗi cậu, tớ không thể theo cậu được. Sao thế? Cậu đã suy nghĩ gì đâu mà trả lời vội vàng vậy? Cần gì nghĩ? Cả đời tớ chỉ muốn làm một bác sĩ chữa bệnh cứu người. Tớ không thể từ bỏ mục tiêu đó, cũng không thể từ bỏ những bệnh nhân trong kia được. Mục tiêu nào thì chốt lại cũng là để kiếm tiền. Bệnh nhân không có cậu thì sẽ có người khác. Công việc ở đây, tớ từng làm tớ biết, rất vất vả, áp lực, lương lại bèo bọt. Tớ biết làm với cậu thì tiền tài sẽ sáng lạn hơn nhiều. Nhưng công việc chữa bệnh là đam mê lớn nhất của đời tớ. Tớ không bỏ đâu. Trời ơi, đam mê cái gì chứ? Toàn những thứ hão huyền. Phải có tiền nó mới thực tế cậu ạ. À, tớ không biết nói sao, nhưng mà tớ không bỏ việc đâu. Thành thật xin lỗi cậu. Cậu... cậu thật là... bực mình quá. Thật không thể hiểu nổi cậu ấy nữa. Anh Hùng, chị Hoàng Liên đến đặt hàng. Chào chị Liên. Công việc kinh doanh vẫn tiến triển chứ? Ờ, cũng tốt. Cũng nhờ làm ăn với anh cả đấy. Ờ, mà sao tôi thấy anh gầy hơn lần trước hay sao á? Em gầy đi à? Có lẽ do mở thêm cơ sở mới. Mình bị sút cân sao? 3 ký. Sao nhiều thế nhỉ? Mà mình cũng thấy hơi mệt, phải đi kiểm tra xem sao. Ung thư gan. Cái gì? Ung thư? Sao? Sao có thể? À, à, đau. Cứu. Cứu tôi với. Cứu tôi. À, hãy cố gắng nào. Để tôi xoa bóp giúp anh bớt đau hơn. Đau. Không. Tôi không chịu nổi nữa đâu. Lần nào hóa trị cũng đau thế này thì tôi chết quách đi cho xong. Anh phải mạnh mẽ lên. Bệnh mới chỉ ở giai đoạn đầu thôi. Bác sĩ Hải thì đang tìm cách liên lạc với bác sĩ đầu ngành để tìm cách chữa trị cho anh. Ai cũng hy vọng anh sẽ qua khỏi. Bây giờ anh mà buông xuôi thì chẳng phải phụ công sức của mọi người sao? Tôi... Sao bác sĩ lại tốt với tôi thế? Đã chữa bệnh cho tôi, lại còn ân cần chăm sóc, động viên tôi nữa. Có gì đâu, đây là trách nhiệm của tôi thôi mà. Trách nhiệm ư? Nói vậy, mình chưa làm tròn nhiệm vụ khi làm bác sĩ rồi. Chẳng bao giờ mình quan tâm tới những đau đớn của bệnh nhân, mà chỉ coi đây là một công việc kiếm tiền. Mà mình càng không hiểu được lý do kiên quyết giữ nghề của Hải cho đến khi mắc bệnh thế này. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu rồi. Kìa anh, sao thế? Anh hiểu gì? Tôi đã hiểu được tấm lòng của những bác sĩ. Nó quý giá và ý nghĩa với bệnh nhân như tôi thế này. Trước đây tôi cũng là một bác sĩ, nhưng tôi đã bỏ nghề để tìm việc khác nhiều tiền. Nhưng đến bây giờ thì tôi lại ước mình được trở về với ngày xưa, để bắt đầu lại làm một bác sĩ chân chính. Cách tìm bóng tốt nhất.
để chơi cả. Này thỏ trắng, xem anh có gì này. Cái gì thế anh thỏ? Là quả bóng anh nhặt được ở nhà kho ở bìa rừng đấy. Đảm bảo cả khu rừng này không ai có trái bóng giống thế này đâu. Đâu, mang em xem nào. Không được, thôi chết, trái bóng rơi vào đám cỏ lao rồi. Tại em đấy, em cố tình giành qua anh làm gì để giờ mất trái bóng rồi. Thì em đâu biết là trái bóng chỉ rơi xuống đất mà bật bay xa được như vậy. Thì nó là quả bóng mà. Mà là quả bóng duy nhất ở khu rừng đấy. Thế mà em, xin lỗi, để em đi tìm lại là được chứ gì. Rõ là quả bóng rơi vào chỗ này mà. Đâu rồi nhỉ? Làm gì mà lâu thế không biết. Thỏ trắng ơi, em thấy trái bóng chưa? Sao tìm lâu thế? Em sắp tìm thấy rồi. Sao tìm mãi vẫn không thấy vậy? Hay là trái bóng bị ai nhặt mất rồi? Sao mà mãi không thấy tìm ra trái bóng vậy nhỉ? Phải xuống tìm với thỏ trắng thôi, chứ không lâu quá. Trái bóng chỉ ở trong này thôi, chứ đâu mà tìm mãi không thấy. Anh thỏ sốt ruột cũng vào tìm rồi. Thôi tìm nhanh nào. Chỗ này không có, đây cũng không có. Sao mãi không thấy đâu, thật là bực mình. Trời thì sắp tối rồi. Bóng ơi, mày đâu rồi? Mau ra đây đi. Ai? Tại em tất cả đấy. Không tìm nhanh lên, nhỡ ai nhặt được trái bóng của anh thì sao? Để em tìm một lượt nữa xem sao. Ồ, có gì sao động dưới đám cỏ kia? Chắc hẳn là lũ chuột rồi. Hôm nay đi kiếm ăn sớm thế mà lại gặp mai. Ôi, à! Ủa, cậu thỏ trắng? Bác cứu à? Cháu làm gì ở bãi cỏ vậy? Làm bác cứ tưởng lũ chuột đi kiếm ăn thôi. Là tại cháu, anh thỏ kiếm được trái bóng ở gần căn nhà bìa rừng. Chỉ vì muốn xem trái bóng nên cháu đã giành nhau với anh ấy. Chẳng may trái bóng rơi biến vào bãi cỏ. Chúng cháu tìm mãi chẳng thấy đâu hết. Trời thì sắp tối hẳn rồi. Thì ra là mấy chú thỏ đi tìm bóng. Mà làm sao tìm từ chiều tới giờ vẫn chưa thấy vậy? Để bác xem nào. Bãi cỏ lao này lớn lắm. Mà đúng là chúng cứ tìm thế này thì làm sao mà thấy được. Các cháu thỏ hãy ra đây. Nếu cứ tìm như vậy thì sẽ không thấy được đâu. Trời sắp tối hẳn rồi kia kìa. Tất cả là tại em hết. Dù gì thì trái bóng cũng rơi mất rồi. Nếu muốn tìm lại, cháu không thể cứ cuống cuồng tìm như vậy được. Cháu vừa bị căng thẳng, vừa mất thời gian lanh quanh mà không hiệu quả. Còn cháu, nếu không bình tĩnh, cứ nổi nóng và giận dữ như vậy, thì có làm việc gì cũng khó thành công. Bãi cỏ rất rậm rạp nên dù bác nhìn từ trên xuống cũng không thấy quả bóng của các cháu được. Nhưng bác thấy các cháu cứ lanh quanh tìm như vậy thì khó mà thấy được, phải dùng cách khác thôi. Cách khác gì ạ? Hãy tìm lần lượt, giờ thỏ trắng, cháu tìm từ đầu bên này vào giữa bãi cỏ. Còn cháu tìm từ đầu bãi cỏ bên kia vào giữa bãi cỏ nhé. Việc gì cũng vậy, chỉ cần tuần tự sẽ có cơ hội thành công. Chứ nếu chỉ biết cắm cúi làm trong một mê cung như vậy thì sẽ khó mà thành được. Dạ, chúng cháu hiểu rồi. À, tìm thấy rồi. Tuyệt quá, thấy quả bóng rồi. Cảm ơn bác cứu. Tốt rồi. Cháu cảm ơn bác đã chỉ cách, không thì chúng cháu cứ lẩn quẩn trong đám cỏ mãi mà chẳng tìm ra trái bóng này. Các cháu nhớ nhé, trước khi làm gì cũng cần phải bình tĩnh, kiên nhẫn, làm từng bước một. Mọi việc sẽ được gỡ rối và giải quyết thôi. Giờ thì tốt rồi, các cháu về đi, kẻo mẹ chờ. Vâng ạ, tạm biệt bác cứu. Từ giờ chúng mình không được tranh giành cãi nhau nữa nhé. Vâng ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.